Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today cùng với Tyler Diệp và anh Dũng trong ngày hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020. Vẫn xin cầu chúc quý khán giả một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc thưa quý vị và nhất là tất cả chúng ta đều an bình. Nếu mà quý vị nào mà có cơ hội làm việc với anh Dũng đó, thì sáng sớm không cần nghe anh Chúc cũng đã vui rồi. Sáng giờ chúng tôi cười muốn méo cái miệng luôn. Tại sao? Từ lúc mà đi vô anh có một cái sense of humor hay là một cái lối mà nói chuyện rất là tiếu lâm. Thưa quý vị, nhìn anh như vậy đó nhưng mà rất là trẻ trung. Tôi đâu có già đâu, nhiều khán giả nói tôi còn trẻ lắm. Sao nói vậy là tưởng tôi già lắm sao? Không, thì tại vì trong những lúc mà mình nói chuyện với nhau đó, ai cũng biết là anh Dũng là lớn hơn ba của Tyler. Một tuổi. Nói chính xác là lớn hơn một tuổi. Thì nếu mà chỉ cần ai mà xem Facebook của chúng tôi, nhìn lại hình ảnh của ba và sau đó nhìn lại hình ảnh của anh, thấy là ít nhất anh trẻ hơn được cái máy. Có vậy mai mà đem hình ông già lên đây rồi mình trưng ra đây khỏi mất công đi vô Facebook. Làm như là bàn thờ vậy đó mà. Để nói này nghe nè. Chúng tôi xin phép đùa vui một tí thưa quý vị. Ngày hôm qua đó tôi đọc mấy cái comment ở trên YouTube đó, thì cũng có một vị khán giả nói hai cái ông thằng nước mặn này, hai cái ông thần nước mặn này nè, lên nói tin chứ không phải nói chuyện tào lao. Xin quý vị thông cảm cho vài phút của dạo đầu cho nó có vẻ nó vui vui một tí phải không ạ? Ngày hôm nay tại vì ngoài trời đó, ở quận Cam ngày hôm nay thì buổi sáng mây mù nhiều, có vẻ sương mù lăng tăng nhỏ, cho nên là chúng tôi cảm thấy cái thời tiết nó hơi u ám, nhưng mà hy vọng tới trưa nó cũng nắng nóng trở lại thôi, mùa hè. Dạ vâng, và thưa quý vị, giờ bước vô với lại những bản tin mà gọi là serious hay là chính thức trong sáng sớm ngày hôm nay. Tin mới nhất liên quan đến thủ phủ Sacramento, khi mà ngày hôm qua thống đốc Gavin Newsom cùng với lại lãnh đạo của lưỡng viện quốc hội đã đồng ý với một bộ ngân sách mới, và những bộ ngân sách này chắc chắn rằng là sẽ có nhiều cái sự mà cắt giảm trong đó, bao gồm việc là 96.000 nhân viên của cấp tiểu bang đều phải lấy 2 ngày nghỉ phép mà không có lương để mà tiết kiệm cho tiểu bang với con số tiền là 2.8 tỷ Mỹ Kim cho tài khoá của năm hiện tại, năm mà chúng ta vừa mới bước vô. Ngoài cái việc cắt giảm đó thì những dịch vụ tài tòa án của cấp tiểu bang cũng sẽ bị cắt giảm đến 150 triệu Mỹ Kim cho khắp 58 các quận hạt, và việc này chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến những cái vụ tố tụng, những cái vụ kiện tụng ở ngoài tòa, bao gồm kể cả hình sự và dân sự. Và một điểm liên quan đến vấn đề kinh tế nữa thì thưa quý vị, trong tiểu bang này đó thì chúng ta có rất nhiều các công ty công nghệ cũng như là các công ty dược phẩm chuyên môn phát minh và chế biến ra những công nghệ cũng như là những dược phẩm mới cho đất nước cũng như cho thế giới. Vì tiểu bang California trước đây có một cái luật thuế khóa cho phép rằng là các công ty dược phẩm mà trong cái vấn đề mà gọi là research and development hay tiếng Anh nó gọi là R&D đó, có thể khấu trừ cái chi phí của họ, nó gọi là một cái tax credit lên đến 4 tỷ Mỹ Kim. Và vì vấn đề thâm thủng ngân sách của tiểu bang California cho nên cái mức tax credit đó dành cho các công ty công nghệ cũng như là các công ty dược phẩm đã bị xóa bỏ trong tài khoá của năm nay. Và đó là một số các cũng như là điểm chính trong cái bản ngân sách mà cũng như văn phòng thống đốc cũng như là quốc hội vừa mới đồng ý trên nguyên tắc trong ngày hôm qua. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào có lẽ là cuối tuần này. Và trong cái bản ngân sách này nó có một điều rất là nghe thì nó không có hợp lý cho mấy, tại vì họ đang ỷ lại vào một cái số tiền khổng lồ mà họ nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ đi vô để mà gọi là có một cái quả gọi là bailout hay là kích thích kinh tế cho cái bang California. Quý vị còn nhớ rằng là thống đốc Gavin Newsom vẫn còn nói rằng là chính phủ liên bang có trách nhiệm phải giúp đỡ cho chính phủ của các tiểu bang, bao gồm tiểu bang California. Thì trong cái bản ngân sách này họ đang chờ là tiểu bang chính quyền liên bang do Tổng thống Donald Trump đang đứng đầu hiện nay phải có trách nhiệm để giúp ngân sách của tiểu bang này. Đó cũng là những cái tin tức liên quan đến những cái hoạt động của tại tiểu bang chúng tôi thưa quý vị. Cũng vẫn với thống đốc Newsom đó, thì ngày hôm qua ông cũng đã có một cái bài phát biểu và ông nhận định rằng cái con số mà trường hợp nhiễm dương tính với COVID-19 trong thời gian qua được thống kê trong vòng 2 tuần lễ vừa rồi đó,
thì California đã có một cái số gia tăng rất là đáng kể. Hiện nay thì con số 184.715 trường hợp đã được xác nhận nhiễm bệnh ở tại California. Trong khi đó thì số trường hợp tử vong là 5.565 trường hợp. Con số mà đi nhập viện trong những ngày vừa qua đó thì nó có gia tăng một cách nhẹ, thể hiện đúng với cái số lượng người bị nhiễm bệnh mà đã được ghi nhận. Cái con số lượng người mà phải nhập viện trong cái khu vực khẩn cấp đó, phải cần thêm những cái số máy trợ thở đó, trong những cái phòng ICU đó thì cũng đã gia tăng một cách tương đồng với cái con số lượng người bị nhiễm bệnh. Và nói chung đó thì nó đã có gia tăng khoảng 11% trong vòng 14 ngày vừa qua. Thì đó là cái điều mà những cái con số mà thống đốc đã nêu lên. Và ông cũng nhấn mạnh rằng cái vấn đề chúng ta đeo khẩu trang, thực hành những cái việc giữ khoảng cách đúng theo quy định và tiếp tục rửa tay thường xuyên đó, thì đây là những cái biện pháp mà tốt nhất để có thể giúp cho chúng ta giảm cái tình trạng này lây lan. Tại vì hiện nay theo như chúng ta cũng thấy, sau 2 tuần những cái cuộc biểu tình bùng phát thì những cái con số ở khoảng 24 tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ đã ghi nhận có những cái con số người nhiễm bệnh gia tăng một cách đáng kể. Đó là cái điều mà các chính quyền của các tiểu bang người ta đang nhắn là mọi người cần phải để ý cái vấn đề này. Cũng tin tức liên quan đến coronavirus, thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì giám đốc điều hành của công ty Aspen Pharmaceutical tuyên bố rằng công ty dược phẩm của ông có đủ sức để mà sản xuất cũng như là chế biến ra một số lượng lớn của cái loại thuốc dexamethasone, là một loại thuốc mà đã có nhiều cái hứa hẹn trong việc chữa trị hay là chữa lành các bệnh nhân của COVID-19. Và trong cái lời phát biểu hôm qua, ông Stephen Sadd, giám đốc điều hành của công ty này, cho biết rằng là trong 3 tuần đầu tiên, công ty của ông có cái khả năng để mà sản xuất ra 10 triệu viên thuốc dexamethasone, và sau đó thì cái con số này nó sẽ gia tăng hơn nữa. Và ông hy vọng rằng là không những là cung cấp cho bệnh nhân hay là các bệnh viện ở tại nước Mỹ mà cũng phải cung cấp một số lượng lớn cho những cơ quan quốc tế bao gồm WHO để mà có thể đưa cái liều thuốc này đến với khắp nơi trên thế giới, nhất là những quốc gia nghèo khó, thưa anh. Ông cũng nói là trong vòng 3 tuần sắp tới đó thì công ty này họ sẽ tung ra khoảng 10 triệu liều thuốc này, 10 triệu viên thuốc dexamethasone. Cũng liên quan đến cái loại thuốc này, thưa quý vị, thì ngày hôm qua tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Gabriel Jesus, thì ông cũng đã tuyên bố rằng hiện nay các cái nỗ lực mà WHO tập trung vào đó là khuyến khích các quốc gia đang có những cái năng lực có thể sản xuất được những cái liều lượng lớn dexamethasone đó, thì cùng hợp tác với nhau để có thể tạo nên những cái sản xuất ra ngay lập tức một số các liều lượng đáng kể. Tại vì qua những cái ghi nhận thử nghiệm lâm sàng trong những tuần lễ vừa qua đó thì đã có ghi nhận được rằng dexamethasone có hiệu ứng tích cực đối với một số các cái trường hợp nhiễm COVID-19 mà cần phải sử dụng máy trợ thở, tức là những trường hợp nhiễm bệnh nặng đó, thì nó có giúp đỡ rất là nhiều trong cái vấn đề này. Cho nên đây là một cái tin vui mà ông nói là có thể nó làm cho cả thế giới quan tâm. Và bên cạnh đó thì The WHO, ông nói là cũng sẽ cố gắng để liên kết các quốc gia để làm sao sản xuất được thật nhiều số lượng này và ưu tiên cho những quốc gia nào cần thiết. Với hiện nay, chẳng hạn như các quốc gia ở vùng Nam Mỹ là những nơi mà tình hình dịch bệnh đang lây lan một cách không kiểm soát được, thì những quốc gia này sẽ là những cái quốc gia ưu tiên nhận được những cái liều dexamethasone đầu tiên sau khi nó xuất xưởng. Và cũng những tin liên quan khác về coronavirus, thưa quý vị. Trong ngày hôm qua thì có một số các cơ quan truyền thông đã đưa tin rằng là ít nhất có 5 vị cảnh sát trưởng của 5 quận hạt trong tiểu bang California tuyên bố rằng là họ sẽ không có để cho các nhân viên công lực của những quận hạt này thi hành và cũng như là enforce cái lệnh là đeo khẩu trang của thống đốc Gavin Newsom. 5 quận hạt này là 5 quận hạt như sau: quận hạt Orange County, Sacramento, Tulare, Fresno và Calaveras. Tulare và Calaveras thì tương đối là hẻo lánh hơn, nhưng mà những quận hạt còn lại bao gồm là Fresno, Orange và Sacramento là những quận hạt đông dân số. Và các cảnh sát trưởng của quận hạt này, tiếng Anh nó gọi là sheriff, cho biết rằng là hiện nay họ không có đủ nhân lực để mà đi ra ngoài mà viết giấy phạt hay là bắt người dân
phải đeo khẩu trang. Hiện nay cái chuyện đeo khẩu trang họ hy vọng rằng là tùy theo ý thức của mỗi người, nếu mà có thấy thì họ cũng chỉ có tới để mình nhắc nhở và khuyên là nên đeo khẩu trang thôi. Chứ các sheriff deputy của năm quận hạt vừa rồi cho biết rằng là họ sẽ không có đi coi như là áp dụng hay là đi không có thực hiện những cái biện pháp chế tài đối với những người không đeo, đúng không ạ? Đó là cái điều mà đúng là cái gì cũng vậy, tự do là một chuyện, nhưng mà hiện nay thí dụ như nói là lệnh của thống đốc tiểu bang đưa ra mà nếu như chúng ta không muốn thi hành thì cái đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng mà đại diện của các lực lượng mà thực thi pháp luật, chẳng hạn như đại diện của cảnh sát mà lại tuyên bố cái điều này là sẽ không có áp dụng một cách mạnh mẽ, thì tôi thấy nó cũng hơi là đi ngược lại với những cái gì, tức là nó không có thống nhất từ trên đưa xuống. Nhưng mà đối với cái chính quyền, phải không ạ? Tức là có một cái sự gì đó mình cảm thấy nó không có an tâm. Ngày hôm qua thì cũng có một thị trưởng, tôi đọc một cái bản tin thì một nữ thị trưởng cũng đã đưa lên trên Facebook của mình những cái dòng nhắn là cái việc mà hiện nay đeo khẩu trang hay không tùy theo mỗi người, cho nên không cần thiết phải nghe theo lệnh của thống đốc. Lập tức ngay sau đó thì cái trang Facebook của người nữ thị trưởng này đã nhận được những cái lời comment, và hầu nhiều người nói là những cái lý do mà bà đưa ra nó không đúng đắn, và có nhiều người cũng đã phản đối với cái ý kiến của bà này. Bà có nhiều người thậm chí đặt câu hỏi là liệu bà muốn công dân của thành phố của bà tất cả mọi người đều nhiễm bệnh hay sao? Đại khái là vậy. Tức là nó đã có những cái tình trạng sẽ diễn ra bất tuân thượng lệnh. Quý vị có thể thấy được là trong thời gian qua đó, nói chung rằng là ở cái thể chế của nước Mỹ, nó khiến cho cái lệnh ở trên và lệnh ở dưới nó không có thống nhất với nhau. Khi mà Tổng thống Donald Trump có ra những cái hướng dẫn hay là có những cái chính sách thì không phải 50 thống đốc của 50 tiểu bang đều đồng nhất mà tuân theo. Thì vì quý vị cũng thấy rằng là tới phiên thống đốc Gavin Newsom đưa ra những cái quy định mới trong tiểu bang mà ông đứng đầu, thì lại có một số các quận hạt hay là một số các cảnh sát trưởng ở đây nói rằng là họ cũng không có làm theo. Thì để xem coi là trong thời gian tới thống đốc Gavin Newsom sẽ có những cái biện pháp gì để mà đối phó với lại năm cái vị mà cảnh sát trưởng trong năm cái quận hạt mà cho rằng coi như là đã đi sẽ không tuân thủ theo cái lệnh ban hành từ thủ phủ Sacramento, thưa quý vị. Sau qua một bản tin khác, thưa quý vị, liên quan đến cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần vừa qua tại Tulsa, Oklahoma đó, thì ngày hôm nay các báo chí lại đưa thêm tin là có hai nhân viên làm việc trong Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần vừa qua có hiện diện trong cuộc tranh cử này đã nhiễm dương tính với COVID-19. Như vậy là nâng lên tổng số của các nhân viên mà làm việc trong Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump lên thành số là 8 người. 6 người trước đó, trước đại hội diễn ra đó, thì đã không có đến tham dự, là họ đã cách ly rồi. Tuy nhiên hai người mà đã vừa tuyên bố trong ngày hôm nay đó, thì là hai người này đã có tham dự vào cuối tuần vừa qua tại cái vận động trường nơi diễn ra đại hội của Đảng Cộng Hòa, buổi vận động tranh cử, chúng tôi xin lỗi. Và điều này cũng làm cho người ta thêm quan tâm. Tuy nhiên thì theo như tòa Bạch Ốc cho biết thì hai nhân viên này đã được thử nghiệm và sau đó đã đưa vào những cái cách ly cần thiết và đúng đắn, và những cái người có làm việc chung với những người này đó trong tuần qua thì cũng đã được đưa đi xét nghiệm. Tuy nhiên cũng ông trưởng ban tổ chức của cái chương trình vận động tranh cử này thì ông cũng nhấn mạnh rằng hai nhân viên này trong lúc thi hành việc làm của mình ở tại nơi thì cũng đều đã có đeo khẩu trang và có thực hiện các cái biện pháp rửa tay, hand sanitizer thường xuyên. Đó cũng là một cái tin mà chúng tôi muốn đưa đến cùng quý vị. Hai nhân viên đó, thưa quý vị, đó là thành viên của cơ quan mật vụ Secret Service được đặc trách bảo vệ an ninh cho Tổng thống Donald Trump. Đó là hai nhân viên vừa mới xét nghiệm dương tính với COVID-19. Và cũng một lần nữa liên quan đến những thông tin về coronavirus, thì đối với quý vị hành khách nào trong ngày hôm nay có những dự định là lấy những chuyến bay quốc tế ra nước ngoài từ phi trường LAX của Los Angeles, hay là quý vị là những người khách từ nước ngoài nhập cảnh vào trong Mỹ mà qua cái phi trường LAX của cái Tom Bradley Terminal, sẽ thấy một cái hệ thống mới, nó gọi là Thermal Camera. Là cái máy mà gọi là quay video để mà đo thân nhiệt cho chúng ta, nhằm hy vọng rằng là có thể kiếm được là người nào
đang có nhiều cái nguy cơ đã bị COVID-19. Cái máy camera này nó được sử dụng như sau. Nếu mà khi mà quý vị vừa từ máy bay của quốc tế đi vô phi trường LAX qua cái Tom Bradley Terminal, thì máy bay này sẽ tự ở trong cái terminal này nó sẽ có một cái máy quay phim và nó sẽ đo thân nhiệt của chúng ta. Và nếu mà họ thấy cái máy này thấy rằng là chúng ta có cái thân nhiệt 104 độ hay là nóng hơn nữa đó, thì cái máy camera này sẽ báo cáo cho các nhân viên an ninh ở tại cái phi trường đó, và những nhân viên an ninh này sẽ tới để mà nói chuyện với lại quý vị. Cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta là người hành khách mà đi đó thì cũng phải đi qua cái terminal này, và nếu mà đi qua cái camera này thì họ sẽ báo rằng là nếu mà chúng ta có cái nhiệt độ nóng quá, ví dụ như bị sốt, thì nhân viên an ninh nó cũng sẽ chặn lại. Theo những phát biểu của cái người CEO của phi trường LAX thì họ cho biết rằng là hiện nay nếu mà chúng ta có bị đo một cái thân nhiệt hơn 104 độ thì họ chỉ khuyên là mình đừng có bay thôi, nhưng mà cái đây là không có bắt buộc. Họ sẽ không ngăn cản chúng ta nếu mà chúng ta cần thiết phải lên máy bay cho những chuyến bay quốc tế, nhưng mà họ sẽ khuyên, họ nói rằng là ông bà đang bị sốt nên suy nghĩ lại cái việc là có nên đi lên máy bay trong bây giờ hay không, để mà bảo vệ cho cái sức khỏe của mình cũng như bảo vệ cho sức khỏe của những hành khách khác. Thì đây là một cái hệ thống coi như là đo lường thân nhiệt vừa mới được phát minh hay là mới được đưa ra áp dụng tại phi trường LAX, phi trường đầu tiên có cái hệ thống này. Từ hôm bữa tới giờ thì chúng ta thấy là thường thường các cơ quan người ta dùng cái loại infrared đó, cái là bấm khoảng cách nó gần thôi, kê vào trán mình và bấm cái là nó hiện. Nhưng bây giờ là bằng cái camera thì nó có thể cái khoảng cách nó xa hơn. Ở đây cũng là một cái phương pháp rất là hay. Nhưng mà cái vấn đề là các giới chức ở đây khi mà nhận thấy nếu mà chúng ta sốt như vừa nói đó, mà chỉ khuyên thôi rồi, thí dụ như hành khách vẫn muốn lên máy bay thì hãng máy bay họ lại thực hiện các cái phương cách để làm sao giữ cho họ, những cái bệnh nhân có sốt này không được tiếp xúc với người khác xung quanh hay sao? Cũng có. Thì phi trường thì họ nói là họ sẽ không có chịu trách nhiệm về vấn đề quyết định rằng là có lên được máy bay hay không. Tức là vô rồi nhưng mà còn cái vấn đề là có được lên vào máy bay là tùy theo cái quyết định của hãng máy bay đó, hàng không đó. Còn các nhân viên mà gọi là an ninh đó, thì người ta chỉ khuyên thôi, họ chỉ khuyên thôi chứ còn họ không có cản, là tại vì vé đó mình đã mua rồi. Sang qua một bản tin liên quan đến thành phố Seattle, thưa quý vị, thì nữ thị trưởng của thành phố này ngày hôm qua cũng đã đưa lên những cái lời tuyên bố liên quan đến tình hình ở tại cái khu vực mà vẫn bị nhóm biểu tình chiếm đóng. Thì bà nói là trong buổi tối ngày cuối tuần đó thì đã nghe được những cái tiếng súng ở trong cái khu vực này, và vẫn là chính quyền thành phố đã không có đưa lực lượng cảnh sát vào cũng như là những lực lượng cấm cứu vào. Chỉ khi nào có lực lượng cảnh sát đi kèm thì những cái xe cấp cứu mới tiến vào khu vực này, là vì họ tôn trọng cái vấn đề này cũng như là cảnh sát không muốn hiện diện để tạo cái sự gia tăng căng thẳng. Tuy nhiên là có vẻ như trong cái cách, trong cái lời phát biểu của mình thì nữ thị trưởng này cũng đã bày tỏ cái sự nghĩa là cần thiết phải tái lập lại cái trật tự ở trong khu vực này, là vì cái tình trạng nó diễn ra cũng kéo dài trên hơn cả tuần rồi mà hiện nay đó thì vẫn chưa có ổn định, tức là trong một cái khu vực có vẻ như vô chính phủ. Và cái cách mà nữ thị trưởng này tuyên bố thì nó có vẻ như là cần phải chấm dứt những cái tình trạng hỗn loạn ở trong cái khu vực này và không nên để tiếp tục xảy ra những cái tình trạng như thế này nữa. Vâng, và thưa quý vị, sang qua những tin tức liên quan đến thời khóa biểu của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm nay. Chúng ta còn nhớ rằng là đêm thứ bảy thì ông đã ở Tulsa, Oklahoma. Trong ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump có hai sự kiện ở tại tiểu bang Arizona. Trước hết thì Tổng thống Trump sẽ đến thăm viếng cũng như là tham quan thành phố Yuma, Arizona. Thành phố Yuma là một thành phố cực nam của tiểu bang Arizona, cũng gần với lại quận hạt Imperial và San Diego ở tại California, để mà tham quan về những hệ thống biên phòng ở tại tiểu bang Arizona. Sau đó thì ông sẽ từ Yuma mà bay tới thành phố Phoenix cũng tại tiểu bang này để cùng có một cái cuộc gọi là vận động tranh cử với một nhóm được cho rằng là Student for Trump, chúng tôi xin tạm dịch rằng là học trò, sinh viên ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump tranh cử. Thì đây là cái thời khóa biểu của ông trong ngày hôm nay. Ông sẽ tới và có hai cái sự kiện ở tại tiểu bang Arizona. Arizona là một trong những tiểu bang chiến lược có thể ngã nghiêng bất cứ về đảng nào trong kỳ bầu cử sắp tới đây. Và đây là một trong những tiểu bang mà Tổng thống Donald Trump muốn
tiếp tục giữ trong cái mức mà ủng hộ của ông. Ông đã đánh bại bà Clinton tại tiểu bang này vào 4 năm trước. Tuy nhiên 2 năm trước đây là 2018 đó, thì tiểu bang này lại chọn một thượng nghị sĩ theo đảng Dân Chủ để mà đại diện tiểu bang Arizona. Cho nên là cái sức mức ủng hộ của hai đảng là ngang ngửa tại tiểu bang Arizona. Vào ngày thứ năm trong tuần, thưa quý vị, thì Tổng thống Donald Trump sẽ bay tới và cũng có những cái sinh hoạt vận động chính trị tại tiểu bang Wisconsin, một trong những tiểu bang chiến lược khác nữa mà ông cần phải thắng hay là ông muốn thắng trong tháng 11 tới đây. Thì đây là những cái thời khóa biểu của ông trong tuần này. Có lẽ là hai cái sự kiện này nó không có được nhiều sự chú ý bằng cái sự kiện vừa rồi ở tại Tulsa, Oklahoma, nhưng mà chúng tôi cũng muốn đưa cái thời khóa biểu tranh cử của Tổng thống Donald Trump lên để cho quý vị thấy được là trong tuần này Tổng thống của chúng ta sẽ đi về đâu. Trở lại với COVID-19, thưa quý vị, thì đã như chúng tôi cũng vừa thưa cùng quý vị, đã có khoảng 2/5 các tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ đã ghi nhận những con số trường hợp gia tăng một cách đáng kể. Một cách đặc biệt nhất là tại Florida, thưa quý vị, thì tại thành phố Jackson, thì Sở Y tế tại đây đã cho biết rằng cái con số gia tăng những cái người nhiễm bệnh trong 2 tuần vừa qua đã gia tăng đến mức khoảng 75%. Thống đốc của tiểu bang Florida đã nhấn mạnh rằng những con số bệnh nhân vừa nhiễm COVID-19 đó, nó gia tăng mạnh trong các người ở lứa tuổi từ 18 cho đến 35. Và đây là cái điều mà thống đốc Florida nói rằng là có lẽ như những người trẻ họ vẫn tự nghĩ rằng họ khó có nhiễm bệnh hơn, cho nên nó không áp dụng những cái phương cách theo đúng như những cái yêu cầu của CDC, cho nên là cái tình trạng lây lan ở cái nhóm tuổi này trong 2 tuần lễ vừa qua đã gia tăng một cách quá cao, và nó cũng đúng như là nó tăng theo cái với những cái người đã phải nhập viện, nằm viện, và cũng như là những người phải vào ICU. Thì đây là những cái mối quan tâm của tiểu bang Florida trong những ngày này. Chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa qua thì New York cũng đã mở cửa trở lại ở trong giai đoạn 2, trong khi tình hình dịch bệnh vẫn còn tiếp tục gia tăng. Thì các chuyên gia y tế cũng bày tỏ cái mối quan ngại rằng liệu trong mùa thu sắp tới, tức là chỉ còn có khoảng 2-3 tháng nữa thôi, thì bước vào mùa thu đó, khi mà tình hình dịch cúm thường niên nó diễn ra đó, thì kết hợp với cái coronavirus này thì họ quan ngại rằng nó sẽ có trở nên những cái chiều hướng xấu hơn ở trong cái tháng 10, trong mùa thu năm nay tại Hoa Kỳ. Đó là những cái lời cảnh báo mà thiết nghĩ là chúng ta cũng nên chú ý theo dõi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm qua chính thức thì Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ đưa vào diện hạn chế visa cho một số các trường hợp lao động ở ngoại quốc, cũng như là để tìm thêm công việc làm cho khoảng 525.000 công việc tại Hoa Kỳ. Qua những cái quy định chặt chẽ liên quan đến vấn đề này sẽ được kéo dài cho đến cuối năm, người ta lại ngay lập tức nhận ra rằng các công ty kỹ thuật cao tại Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng phản đối. Vì trong chính sách hạn chế visa này, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến cái hạng mục H-1B, tức là nhắm vào các công nhân có tay nghề cao và được huấn luyện một cách kỹ càng ở ngoại quốc mà thị trường lao động tại Hoa Kỳ không đáp ứng được. Và những tay nghề, những công nhân thuộc diện này là những công nhân mà được các công ty kỹ nghệ cao tại Hoa Kỳ người ta tuyển dụng. Và đây là một ảnh hưởng không nhỏ đối với các công ty kỹ thuật cao này. Chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm một số các cái chi tiết liên quan đến vấn đề này cùng với phần phân tích với Tyler Diệp. Thưa quý vị, cụ thể rằng là công ty Amazon, công ty Google và cũng như là Twitter đã lên tiếng phản đối xác lệnh của Tổng thống Donald Trump hạn chế việc nước Mỹ tiếp tục gia hạn hay là cung cấp những loại visa này. Chúng ta còn nhớ rằng là ba công ty này trong quá khứ thường xuyên tuyển mộ những nhân công, nhất là những nhân công giỏi về cái hai chuyện toán và vấn đề coding. Coding thì tiếng Việt chúng tôi không biết là giải thích ra như thế nào, nhưng mà coding là một cách mà để cho các kỹ sư phần mềm, computer engineer hay là computer science, họ viết ra những cái mã hóa những cái những cái mã hóa, những cái hóa trình để mà thiết kế ra
một cái mainframe hay là những cái phần mềm, những cái ứng dụng cho các công ty Twitter cũng như là Amazon và Google, thì đôi khi những sinh viên ở tại nước Mỹ có lẽ là không đủ cái khả năng để mà làm những chuyện mà những công ty công nghệ này muốn thấy được trong cái ngàn cái thành phần gọi là nhân công của họ. Và vấn đề thứ hai nữa là, thưa quý vị, ngoài vấn đề tay nghề ra thì có thể rằng là những người nằm trong dạng mà gọi là lao động từ quốc tế đi vô đó, thì có thể là cái lương bổng của các công ty này trả cho những cái nhân viên đó nó sẽ không cao bằng những người mà tốt nghiệp ở tại Mỹ. Đó có thể là lý do, là hai lý do chính tại sao mà các công ty công nghệ đã phản đối việc mà Tổng thống Donald Trump giới hạn các visa lao động này từ đây cho tới cuối năm. Chỉ nổi Google và Amazon mà thôi, thì trong năm ngoái hai công ty này đã nhận được 9.000 loại mà visa HB1 để mà họ có thể tuyển mộ những người mà có những cái năng khiếu hay là khả năng để mà viết ra những cái tiến trình hay là những cái quá trình mà họ cần cho những cái software, những cái phần mềm của hai công ty nói trên. Và các giám đốc điều hành của những công ty này lập luận rằng là nếu mà họ không có được những cái nhân tài họ cần thiết để mà tiếp tục phát minh ra những công nghệ mới, thì Hoa Kỳ sẽ lùi bước so với lại những nước khác. Tại vì đối với cái thời kỳ tân tiến hiện nay, nếu mà chúng ta không tiến thì chỉ có lùi thôi về vấn đề mà công nghệ hay phát minh ra những cái công nghệ mới. Đó là những cái lập luận của các công ty như là Amazon và Google. Đối với chính phủ Mỹ thì một lần nữa chúng tôi đã có nói rằng trong ngày hôm qua, hiện nay tòa Bạch Ốc muốn rằng là những công việc làm này có mức lương cao nên để dành cho thành phần lao động trong nước. Những sinh viên vừa mới tốt nghiệp trong tháng 5 vừa qua mà đang kiếm công việc làm, những người mà đã học trong những cái phân khoa như là Computer Engineer hay là Computer Science đang cần những công việc này, thì đó là cái cách nhìn từ hai phía liên quan đến cái việc rằng là nên hay là không nên hạn chế loại visa cấp ra cho những người mà có cái background hay là cái vấn đề mà kỹ thuật cao làm cho các công ty công nghệ, thưa anh. Thì đó là cái chuyện mà hai bên sẽ không đồng ý được. Tuy nhiên cái chuyện này nó sẽ kéo dài ít nhất từ đây cho tới cuối năm. Liên quan đến cái vấn đề này đó, thì một số các cái CEO của các công ty công nghệ có kỹ thuật cao này đó, người ta cũng đưa ra cái con số. Người ta nói là một năm thì khoảng 85.000 các cái nhân viên mà có kỹ thuật cao này họ làm việc cùng với các công ty này. Và nếu như cái trường hợp mà cắt giảm những cái số lượng này đó, thì thị trường lao động, thị trường nhân công của Hoa Kỳ không có đủ để hỗ trợ cho cái khoản thiếu hụt này. Và đây nó sẽ làm cho các công ty, như hồi nãy ông nói, nó sẽ giảm ngay cái phần mà cạnh tranh về mặt kỹ thuật đối với các công ty ngoại quốc khác. Và đồng thời nó sẽ tạo cho một cái thị trường kinh tế việc làm tại Hoa Kỳ nó sẽ bị giảm, và nó ảnh hưởng ngay lập tức đến cái hiệu quả kinh tế của các công ty lớn này, và nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ một cách mạnh, là vì những công ty này là những đại công ty mà nó có ảnh hưởng đến cái chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ nữa. Thành ra theo những cái CEO của các công ty này khi họ đưa ra đó, họ nói là đây là nó sẽ ảnh hưởng một cách dây chuyền, một cách mạnh mẽ. Thì liệu theo những cái phân tích này của những CEO này đó, thì Tòa Bạch Ốc có thể lay chuyển cái ý kiến liên quan đến vấn đề này hay không? Thưa anh, chúng tôi không nghĩ là Tòa Bạch Ốc sẽ lay chuyển, là tại vì nhìn về cái khía cạnh chính trị từ Tòa Bạch Ốc đó, thì anh thấy rằng là trong thời gian qua, Facebook và Twitter cũng là đã hai công ty mà có nhiều cái vấn đề mà gọi là kiểm duyệt với thông tin và nội dung của những cái thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đưa ra. Thì trong thời gian này, ông cũng không có một cái động lực nào để mà giúp đỡ cho những công ty như là Twitter hay là Facebook. Đối với công ty Amazon thì là một cái chuyện khác nữa, tại vì giám đốc điều hành của công ty Amazon, ông Jeff Bezos, cũng là người chủ của tờ nhật báo Washington Post. Và trong thời gian qua đó, đối với quý vị nào mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump đều biết rằng là tờ Washington Post là một cái tờ báo thường xuyên có được những thông tin nội bộ để mà chỉ trích hay là vạch ra những cái khuyết điểm của Tổng thống Trump. Thì nếu mà nói với ba cái lý do đó, thì Tổng thống Donald Trump từ đây tới cuối năm, ông sẽ không có những cái nhượng bộ cần thiết cho ba công ty này. Và ông nghĩ rằng là hiện nay cái mức thất nghiệp tại Hoa Kỳ nó vẫn còn đang rất là cao. Thì ông thà rằng là có thể là cái vấn đề kỹ nghệ nó chậm lại một chút xíu, nhưng mà
ông phải tìm việc làm cho hơn 500.000 người đang có những cái gọi là học vấn nằm trong cái ngành mà gọi là computer engineer hay là computer science, để cho người những người này có cái cơ hội để mà đi làm, đỡ hơn là cho họ bị thất nghiệp. Thì đó là hai cái lý do chính mà chúng tôi nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ không có thay đổi về cái quyết định trong ngày hôm qua của ông, liên quan đến việc gọi là hạn chế các visa lao động từ đây cho tới cuối năm về những mặt chính trị cũng như là mặt kinh tế trong nước trong thời gian tạm thời. Có thể là sau cái kỳ bầu cử vào tháng 11 thì ông có thể thay đổi, hay là ông có thể để cho cái xác lệnh này kết thúc một cách gọi là âm thầm mà cũng không nhắc đến nữa. Nhưng mà nếu mà nói rằng là từ đây cho tới tháng 11 mà ông sẽ thay đổi một cái quyết định này thì chắc là không có, dựa theo những cái nhận xét mà chúng tôi vừa mới trình bày với anh Dũng vừa rồi. Điều này chúng tôi cũng nhận thấy là đây là một cái điều hợp lý, nhất là trong cái năm bầu cử. Chắc chắn là điều này sẽ còn diễn biến mới và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi liệu từ đây đến cuối năm sẽ diễn biến như thế nào, thưa quý vị. Và chắc chắn là các công ty công nghệ kỹ thuật cao sẽ gặp rất nhiều lúng túng trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên đây chỉ là một cái giai đoạn tạm thời thôi. Hôm nay đã là tháng 7 rồi, bắt sửa sửa soạn bước vào tháng 7 thì chúng ta chỉ còn khoảng 5 tháng nữa thôi là kết thúc năm 2020. Thì có thể tình trạng này nó sẽ kéo dài không lâu đối với cái sự khó khăn của các công ty công nghệ cao tại Hoa Kỳ. Cảm ơn Thanh Lê Diệp đã có những cái phân tích vừa rồi và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn là quý vị lại vào chương trình của tối nay. Đối với quý vị nào đang xem chương trình này trên kênh YouTube của Vietface TV, xin bấm nút subscribe hay là chia sẻ những chương trình này với những người quen mà có lẽ chưa có cơ hội để mà theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.